Xin chào tất cả mọi người. Và Trầm Game đã lại tiếp tục quay trở lại với series ARK Thế Giới Người Máy. Lại là tôi, Abby đây. Đã lâu lắm rồi, cũng phải một tuần rồi chúng ta chưa được gặp nhau phải không? Mọi thứ xung quanh tôi thì nó vẫn như vậy thôi. Vẫn là tôi cùng với hai thằng đệ đần độn này, cùng với những cái thiết bị máy móc xung quanh và những con robot. Nói chung là cũng chả có cái gì thay đổi nhiều cả. À đúng rồi, vừa người bạn của tôi vừa nhảy xuống từ tầng 2 xuống đấy hả ông bạn? Vãi cả trưởng thật. Đấy, nói chung là người bạn của tôi thì cũng đã khỏe lại rồi nha anh em. Thế là ngày hôm nay chúng ta lại đầy đủ 4 người để đi săn rồi. Ở tập trước thì người bạn của tôi bị giật điện xong rồi ngất xỉu. Thế nên là phải nằm ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ có tôi cùng với hai thằng đệ đi săn được thôi. Và bọn tôi đã tìm thấy một cái nguồn kim loại ánh sáng. Tuy là có hơi gặp khó khăn nguy hiểm một tí, nhưng mà bọn tôi đã lấy được thành công cái nguồn kim loại đó. Và sau khi mang về thì bọn tôi đã chế tạo ra được những thứ mới mẻ này đây. Giới thiệu với anh em, đây chính là một con ngựa máy. Đó. Và phía bên này thì là bộ ngựa máy này. Ui dồi ôi, xịn chưa? Lại còn có hiệu ứng sấm sét xung quanh nữa chứ. Nhưng mà mỗi tội đứng sao trông co giật thế này. Bộ ngựa hip hop à trời. Đây, và phía bên này thì là một con rồng máy này. Cũng rất là đẹp. Nói chung là mấy cái bọn này tôi chế tạo từ nguồn kim loại ánh sáng kiếm được ở tập trước mà. Thế nên con nào nó cũng rất là bố đời và mạnh mẽ. Đặc biệt là cái thứ đằng xa kia kìa. Một con nhện khổng lồ các bạn ơi. Đó. Nói chung là nó sẽ là một trong những cỗ máy chiến đấu rất là quan trọng của tôi trong tương lai. Bọn tôi đang chuẩn bị dần mọi thứ cho trận chiến sắp tới rồi. Hiện tại thì trên hòn đảo này đang xuất hiện rất nhiều kẻ xấu và những tên tàn ác. Thế nên là chúng ta sẽ phải chuẩn bị thật là kỹ lưỡng. Đúng vậy, nhiều robot đây cũng chưa đủ đâu. Cần phải chế tạo thêm nhiều thứ mạnh mẽ hơn nữa. À mà khoan, tôi quên mất còn một thứ nữa mà tôi chưa khoe cho anh em xem. Đây đây, đợi tí, để tôi khởi động nó lên cái đã. Thứ này là một cái thứ rất là đặc biệt mà tôi đã tâm huyết mấy ngày nay rồi. Đó chính là một bộ áo giáp sắt các bạn ơi. Đó. Anh em chấm bộ áo giáp này bao điểm đây? Hãy bình luận xuống phía dưới nha. Nói chung là trong tương lai thì mỗi người bọn tôi sẽ cưỡi lên một cái bộ áo giáp như thế này để đi chiến đấu với những kẻ xấu xung quanh. Nói chung là khi ngồi lên bộ áo giáp này thì bọn tôi sẽ được bảo vệ khỏi sự tấn công của kẻ địch và sự tấn công của những con quái vật xung quanh. Đấy, hiện tại thì bọn tôi mới chỉ chế tạo được một bộ thôi. Trong tương lai thì chúng ta cần 4 bộ áo như thế này cơ. Đây nha, để tôi ngồi lên cho anh em xem. Trèo lên hơi khó khăn tí nhưng mà không sao. Đó. Đó. Từ từ để tôi đóng cái mũ vào này. Ui dồi ôi. Được chưa, xoay các thứ này đi lại này. Có cả súng ở hai bên tay nha. Anh em thấy chưa? Từ từ để xem còn cái gì nào. Hình như là còn thả bom đấy anh em ơi. Đây đây đây. Cổ bom này. Ném vào đằng kia đi. Đó. Nói chung là đây là một bộ áo giáp rất là hay. Trong tương lai mỗi người bọn tôi sẽ cưỡi lên một bộ để đi chiến đấu với những kẻ thù cho nó an toàn. Chứ nếu mà cứ điều khiển robot xong chạy lêu nghêu thì vớ vẩn, bọn tôi đi trước đấy. Đấy, nói chung thì đây là kế hoạch của tôi thôi. Vậy thì cuộc đi săn của chúng ta ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào? Và ngày hôm nay bọn tôi có thể chế tạo được công trình gì mới hay không? Trước khi bắt đầu video, anh em cũng đừng quên kéo xuống dưới, bấm vào nút thích video, bấm vào nút đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều video hay hơn nữa. Hiện tại thì trên kênh của chúng ta sắp đạt được cột mốc 1 triệu người đăng ký rồi anh em ơi. Thế nên tất cả chúng ta hãy cùng chung tay bấm thật mạnh vào nút đăng ký kênh để cùng chung tay chinh phục được cái cột mốc đó nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok ok, cùng đi săn thôi nào mọi người ơi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ việc chặt cây xong rồi đập đá các thứ nào. Đấy, sau đó chúng ta sẽ xây nhà làm ruộng. Ủa mà từ từ. Ê tụi bay, đây là thế giới người máy các bạn, quên. Hãy cưỡi robot đi săn mới đúng chứ nhỉ. Tí thì quên mọi người. Bây giờ bọn tôi không phải mấy cái thằng tiền sử như ngày xưa mà đi đập đá giật cây đâu. Mà anh em hãy gọi bọn tôi là những nhà khoa học, anh hiểu không? Đấy. Tiến lên nào. Bọn tôi sẽ thử sử dụng sức mạnh của những con động vật máy móc này cho các bạn xem. Con nhện máy thì nó to quá, thế nên là tôi để ở nhà. Bọn tôi chỉ mang theo mấy cái con bé bé này thôi. Chứ con nhện kia thì nói chung là... Ủa mà tại sao tôi lại cưỡi con ngựa này nhỉ? Nhắc mới nhớ đấy. Con này là con yếu nhất luôn anh em ạ. Thôi chết rồi. Thằng nào ở trên kia đổi cho tao cái. Ok, thằng này đi kiểu gì đấy. Úi giời. Ái giả, ái giả. Trên này có con T-Rex này anh em ơi. Khủng long bạo chúa à. Xử nó đi tụi bay. Ăn vài viên đạn là đi luôn. Nói chung là những con động vật máy của bọn tôi thì con nào cũng có một cái sức mạnh riêng. Nhưng mà con ngựa này thì tôi thấy là nó chỉ có nhảy cao thôi này. Nó chả có súng ống gì cả. Kỳ thật. Hey, thằng đá kia hình như nhúc nhích kìa tụi bay ơi. Úi dồi ôi. Một con người đá khổng lồ các bạn ơi. Tấn công nó đi.
Tưởng gì chứ, dăm ba con người đá này làm sao làm khó được anh em bọn tôi. Rồi ôi, mà tính ra con ngựa này đúng vô dụng thật đấy anh em ơi. Cái gì mà nhảy cao thế này, cũng là chả có cái sức mạnh gì cả. Bò ngựa thì bắn sét, rồng thì có thể cào hay là gì đó giật điện. Còn cái con ngựa của tôi thực sự là chỉ có húc với cả nhảy thôi anh em ạ. Đúng là chán đời cái con ngựa này thật. Chắc là cái con ngựa này thích hợp làm phương tiện đi lại thôi, được cái đẹp. Rồi, dù sao thì bọn tôi cũng đã tiêu diệt được con quái vật này. Ok, và sau một lúc đi săn thì cuối cùng bọn tôi cũng đã tới nơi. Cái khu vực mà bọn tôi tìm kiếm ngày hôm nay chính là cái chỗ này anh em ơi. Một khu vực mà tôi nghe nói ở đây có một nguồn kim loại kỳ lạ. Không biết là nó nằm ở đâu. Ô, nó nằm bên ngoài này luôn à, vãi cái trưởng vậy. Cứ tưởng là nó nằm ở sâu trong hốc hác nào hay là có thứ gì canh gác chứ ta. Cái gì mà nằm ngay ở ngoài anh em ạ. Tính ra hôm nay đi tìm kim loại dễ nhỉ. Dễ hơn hẳn mấy tập trước luôn. Từ từ để vào trong này xem nào. Ui giời ơi, trong này cũng chả có bọ hay là quái vật gì anh em ơi. Tha hồ mà đào. Hôm nay ngày gì mà may thế ở trời. Xây nhà và thí nghiệm thử nguồn kim loại này xem nó ra cái thứ gì nào. Bắt tạm một cái con vật gì đó ngoài rừng về đây, xong rồi thả vào nha. Để xem nguồn kim loại này nó có xịn không anh em ạ. Oh my god. Hai cái trưởng. Nguồn kim loại này nó chế cho bọn tôi cái thứ gì đây. Ồ, chúng ta vừa đem một con chó sói vào trong. Và nguồn kim loại này đã biến con chó sói trở thành một con chó sói thần thoại luôn rồi. Cái gì? Nguồn kim loại vớ vẩn kỳ lạ mà chúng ta vừa kiếm được có thể biến động vật bình thường trở thành một con thú thần thoại á? Vãi cả trường vậy. Thế thì hay quá rồi anh em ơi. Thực sự bọn tôi đã biến một con chó sói bình thường trở thành một con chó sói thần thoại này. Ha ha, hay quá, ngày hôm nay chúng ta gặp may rồi. Với thứ này chúng ta có thể đánh bại được kẻ địch rất dễ dàng. Cùng mang nó về nào. Chắc chắn nó sẽ trở thành một cái vũ khí mạnh hơn cả cái con nhện khổng lồ máy ở nhà của chúng ta. Hay lắm anh em ơi. Đấy rồi, nó đã được hoàn thiện rồi anh em ơi. Nhưng mà hình như đây là báo đen thì đúng hơn chứ chó sói cái gì. Hơi nhầm tí nhưng mà không sao. Nhìn trông rất ngầu phải không. Nguồn kim loại này đã vừa khiến nó trở thành máy móc, vừa khiến nó trở thành một con thú thần thoại. Sức mạnh là vô đối. Để tôi cưỡi thử và phô diễn cái sức mạnh của nó cho mọi người xem. Chắc chắn nó sẽ là một cái cú nổ kinh khủng lắm đây. Nào, cùng làm gì đó đi nào. What? What the fuck? Cái gì đây? Này báo đen ơi. What the... Tay chân bị cái gì đây? Ở kìa. Như vậy là sao? Tưởng nó phải có sức mạnh gì đó kinh khủng lắm chứ. Này, thú thần thoại hay là có nhầm lẫn ở đâu không ấy ông già ơi? Hình như chúng ta làm sai ở đâu đó rồi thì phải. Bị gì trời? Hình như là tôi đã đạt được trạng thái hình dạng này, nhưng mà sức mạnh của nó thì vẫn chưa hoạt động được. Cái gì? Vậy là bây giờ nó không có một cái sức mạnh gì cả. Thế phải làm như thế nào? Muốn sức mạnh của những con động vật máy móc hoạt động thì chỉ có một cách thôi, đó chính là tìm nguồn kim loại trắng. Ồ, vậy là phải lắp thêm nguồn kim loại trắng vào nó thì sức mạnh của nó mới hoạt động được đúng không? Ui giời, thế thì dễ. Cậu quên rồi sao? Vùng đất nguồn kim loại trắng bây giờ đã bị thâu tóm bởi kẻ xấu rồi còn gì. Ừ nhỉ, bây giờ thì vùng đất đó cũng chính là một vùng đất khá là nguy hiểm. Nó đã bị thâu tóm bởi cái thằng tóc trắng xong rồi có cánh, nói chung là nửa người nửa máy. Và thằng đấy nó cũng đã từng tiêu diệt rất nhiều robot của tôi. Nó chính là một tên nhà khoa học tàn ác có âm mưu thâu tóm cả thế giới này. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta không kiếm được nguồn kim loại trắng để kích hoạt được sức mạnh của con báo đen kia, thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt bởi những kẻ tàn ác như vậy thôi. Thế nên không còn cách nào khác, phải lên đường thôi. Đấy rồi, bọn tôi đã có mặt ở vùng đất đó rồi các bạn ơi. Bây giờ nhiệm vụ của bọn tôi là đi tìm kiếm nguồn kim loại trắng ở đây, sau đó mang về là có thể kích hoạt được con báo đen ở nhà. Một con thú thần thoại như vậy mà không kích hoạt được sức mạnh thì làm ăn được cái gì. Thế nên chúng ta nhất định phải nguy hiểm và đặt chân tới đây. Phải đi sâu hơn nữa anh em ơi, ở khu này vẫn chưa có đâu. Nhanh nào nhanh nào. Nhớ là tất cả mọi người phải nhẹ nhàng thôi nha. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Vì vùng đất này đang bị thâu tóm bởi cái thằng... Ủa? Hình như vừa có tiếng động gì ở trên kia đúng không? Thử lên xem sao anh em ơi. Hình như là có thứ gì đó vừa đáp xuống thì phải. Tôi cũng không rõ nữa. Tiếng động gì vậy ta? Nghe nó lạ lắm. Cảm giác chưa nghe bao giờ thì phải. Là tiếng của mày à chim? Chắc không phải đâu nhỉ. Kỳ lạ thật. Ồ, cái gì thế kia hả trời?
Mọi người có thấy không? Hình như tiếng động vừa rồi chính là cái thứ kia kìa. Cái gì vậy chứ? Đó cũng chính là một con thú thần thoại, chính là Griffin. Và nó cũng chính là một con robot máy móc sao? Chuyện này là như thế nào? Tưởng chỉ có mình chúng ta chế tạo được thú máy thần thoại thôi chứ, tại sao lại bây giờ kẻ khác cũng có là sao? Lại là cái thằng lần trước ạ. Nó chính là kẻ thâu tóm vùng đất này. Đừng bảo là con thú kia là của nó nhá. Mà khoan, kẻ đang đứng trước mặt nó là ai vậy? Hình như có ai đó đang đứng trước mặt nó kìa. Đã lâu không gặp nhỉ, người bạn của ta. Hả? Người gọi ta tới đây có việc gì vậy? Đừng bảo là người định chia cho ta một nửa vùng đất này nhá. Không, thật ra ngày hôm nay ta gọi người tới đây để xin người một thứ. Đó chính là cỗ tay máy của ngươi. Cái gì? Ý ngươi là sao? Ý ta là bây giờ chúng ta không còn bạn bè gì nữa cả. Ta sắp trở thành bá chủ thế giới này và đang thiếu một nhiên liệu. Đó chính là cỗ tay máy của ngươi. Một thứ vũ khí và là một thứ nhiên liệu rất hữu ích để giúp cho ta xâm chiếm thế giới. Thì ra đó là lý do mà ngươi gọi ta tới đây sao? Muốn cắt đứt mối quan hệ này ư? Được thôi. Bọn nó đang nói gì vậy nhỉ? Chả nghe thấy cái gì cả. Liệu bọn nó có phải là đồng minh của nhau không? Hãy ngoan ngoãn đưa cỗ tay đó cho ta đi. Ta sẽ thiết kế nó trở thành một con quái vật cực kỳ mạnh mẽ. Một con quái vật máy móc. Ngươi đang đùa đó sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi thâu tóm vùng đất này là có thể đánh bại được ta ư? Tất nhiên rồi. Bây giờ không còn như xưa nữa đâu. Ta đã sở hữu rất nhiều những cỗ máy móc mạnh, điển hình như là con Griffin ở đằng sau ta. Bây giờ sức mạnh của nhà ngươi chả là cái thứ gì so với cỗ máy của ta đâu. Đừng lên mặt nữa, rảnh con. Hình như bọn chúng là đồng minh đúng không? Hình như là đang có một cuộc cãi vã gì đó thì phải. Đừng bảo là bọn chúng sắp đánh nhau nhá. Ngoan ngoãn biết điều thì tháo cỗ tay đó và đưa cho ta. Còn không thì ta sẽ tự sức tước đoạt nó từ ngươi. Hả? Ngươi muốn gây chiến sao? Có giỏi thì lại đây mà lấy. Ta không cần một thằng bạn đều như ngươi. Đó là sức mạnh gì vậy? Chuyện này là sao? Nó lại biến đi đâu rồi? Tốc độ gì vậy? Không thể nào. Tại sao tốc độ của nó và sức mạnh của nó có thể hơn mình được? Không thể có chuyện như vậy được. Thời gian qua ta đã tự đắp rất nhiều máy móc vào bản thân mình, và sức mạnh của ta cũng đã tăng lên. Đúng là một tên dị hợ. Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Ngươi nghĩ rằng cái súng máy trên tay ngươi bây giờ có thể bắn được ta sao? Thật nực cười. Không biết sử dụng thì hãy đưa đây, để ta dùng cho. Cái gì? Nó đâu rồi? Tốc độ gì vậy? Tại sao mình không thể nhìn thấy tốc độ của nó chứ? Không thể nào. Ngoan ngoãn thì đưa cỗ tay máy đâu đây, và ta sẽ biến nó trở thành một con quái vật xâm chiếm thế giới này. Chạy thôi, trời đất ơi. Ông thì tin đổi là cái thằng đó nó cũng có thú máy thần thoại anh em ạ. Bây giờ bọn tôi phải làm gì đây? Về cái đã. Nếu mà cứ như thế này chắc chắn thế giới sẽ bị tiêu diệt. Không thể nào tôi để yên cho chuyện này được.